Trong cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo hướng xử lý vụ 59 cây rừng thuộc rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc bị đục đẽo giỏ trái phép. Theo luật lâm nghiệp thì hành vi bốc giỏ, khoan vào thân cây, băm gốc, đổ hóa chất hủy hoại gốc, rễ cây rừng làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển cây rừng bị nghiêm cấm. Cơ quan chức năng đang phối hợp cùng Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuyên Mộc xác minh điều tra để có căn cứ khởi tố vụ án. Số cây bị đục thân, bóc vỏ được khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu yêu cầu các hộ nhận khoán, đắp thuốc, xử lý để cứu cây. Giữa tháng 1 năm 2023, Trạm Quản lý Bảo vệ rừng số 7 thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu phối hợp với Kiểm lâm Bình Châu, Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc tuần tra kiểm tra rừng và phát hiện lập biên bản 59 cây gỗ quý, chủ yếu là sao, gõ, dầu, sến, bị đục thân, bóc vỏ, hay còn gọi là can vỏ. Số cây này ở lô 2, khoảnh 13, tiểu khu 22, rừng đặc dụng, do khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu quản lý. Cây có đường kính gốc 15-35cm, cao 4,5-6m. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu xác nhận, khoảnh rừng đã giao khoán cho hộ ông Phạm Văn Phương ở xã Xuyên Mộc chăm sóc bảo vệ từ năm 2016. Ông Phương được mời lên làm việc và ông cũng chưa xác định được đối tượng nào đục thân bóc vỏ cây. Trong thời gian chờ xử lý, Ban Quản lý yêu cầu ông Phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trạm Quản lý Bảo vệ rừng số 7 tuần tra phòng chống cháy rừng. Riêng 59 cây bị phá hoại, ông Phương đã thuê người đắp thuốc cứu cây. Khi mà phát hiện cái tình trạng khen cây, thì dưới lãnh đạo Quản lý Khu Bảo tồn cũng đã trực tiếp chỉ đạo Trạm Quản lý Bảo vệ rừng số 7 phối hợp cùng kiểm lâm địa bàn như là nắm bắt thông tin các đối tượng để thực hiện hành vi vi phạm, cũng đó là làm việc với đơn vị hộ nhận khoán, yêu cầu là dùng cái biện pháp lâm sinh, thuê mướn nhân công đắp thuốc, bó thuốc, nói chung là để cây sinh trưởng tốt. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cây nó vẫn là sinh trưởng bình thường và chưa có dấu hiệu là như là ảnh hưởng hay thiệt hại đến cây. Hạt kiểm lâm Xuyên Mộc đang tích cực phối hợp cùng Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuyên Mộc điều tra để có căn cứ khởi tố vụ án. Chúng tôi đã liên hệ và phối hợp ngay với chỗ Viện Kiểm sát và cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Xuyên Mộc để đánh giá chứng cứ, đánh giá mức độ thiệt hại. Thì chúng tôi đang tiếp tục tiến hành theo đúng quy trình tố tụng để khởi tố vụ án. Được biết hiện nay, 59 cây rừng đặc dụng bị đục thân bóc vỏ đang có dấu hiệu hồi sinh.